Chào tất cả mọi người Dạo gần đây cô lướt facebook thấy một vài vị phụ huynh kể về việc có con cái là người đồng tính Nên cô cũng muốn lên đây chia sẻ về chuyện nhà cô Cô năm nay cũng đến tuổi tứ tuần Con lớn nhà cô học lớp 11 Còn con thứ nhà cô mới vào cấp 3 Còn em út nhà cô đang học cuối cấp 1 Là một bà mẹ Cô yêu ba đứa con mình rất ruột để ra lắm Đặc biệt là con trai thứ nhà cô tên là Minh Nói thật thì trong ba đứa Minh khá trầm tính từ lúc cấp 1 đã tỏ ra ít nói Và ít khi biểu lộ cảm xúc Nhưng bù lại Minh học rất giỏi Gần như năm nào cô cũng động viên cậu nhà tham gia thi mấy cuộc thi về toán tiếng Anh Để cạnh tranh và thử sức Tất nhiên là cô cậu gần như lần nào cũng cầm giải về Nhưng do không thích tham gia nên nó thường bảo cô tém tém lại Vì lý do nhà hết chỗ để huy chương với cúp rồi cô chẳng có gì để chê với bảng thành tích của mình Nhưng cô luôn cảm thấy lo lắng khi nó không bao giờ chủ động tâm sự với cô cả Khoảng cách giữa hai mẹ con dường như quá xa Thế rồi vào một ngày kia, cô phát hiện thằng Minh có những biểu hiện lạ Nó thường xuyên nhắn tin rồi cười cười, đi chơi nhiều hơn và cảm giác yêu đời hơn hẳn Khiến cô không nhịn được mà phải vui lây Chà, vậy là cô cậu đã biết tương tư rồi Đôi lúc cô hỏi chơi Thế đứa nào may mắn lọt vào mắt xanh của con đấy Thì Minh cũng chỉ vùng vằng nói là nhắn tin với lũ bạn thân Mới đầu cô cũng chẳng hỏi thêm Nhưng đến ngày khác cô đứng trên ban công phóng tầm nhìn ra ngõ Và thấy con trai mình đang ngồi sau xe một cậu thanh niên rất chi là đẹp trai Sam còn cười cười nói nói rất vui vẻ Đến ngõ hai đứa chào tạm biệt rồi Minh quốc bộ về Cô chẳng sốc hay quá bất ngờ chỉ hơi ngạc nhiên khi biết con mình là người đồng tính. Đêm đó, cô đã tra Google về cộng đồng LGBT và thấy nó còn chứa rất nhiều bản dị tính mà cô chưa khám phá ra. Sau đấy, cô vẫn đối xử với cô cậu hết sức bình thường như bao ngày thôi, nhưng trong lòng vẫn có một sự hồi hộp nhẹ và cô cũng muốn xem thử xem khi nào cậu nhà mới cắm ao. Thế rồi vào một ngày nọ, cô vừa đi làm về thì thấy con trai cô đang cười nói, đùa giỡn các thứ với cậu con trai hôm trước. Trong hai thanh niên mặt tí ta tí tởn, hai đứa nó còn điềm nhiên ôm nhau tạm biệt. U là trời, hai đứa này tự nhiên quá trời luôn. Thế rồi cô bình tĩnh lộ diện, mặt cô cậu biến sắc, trắng bệch, miệng lắp bắp. Ơ kìa, mẹ! Còn cậu thanh niên kia cũng hơi hoảng, nhưng không dám bỏ chạy mà đứng sắp sáp lại gần con cô hơn. Có vẻ đó là một cậu thanh niên có trách nhiệm và uy tín Nên cô cũng bớt lo phần nào Trời ơi Lúc đó cô buồn cười kinh khủng luôn ấy Nhưng cô vẫn cố nén cười Rồi hắng giọng nói Thằng Minh Sao lại để con rể của mẹ đứng ngoài như thế này Mỏi cẳng chết à Mặt cô cậu ngây ra Rồi nửa cười nửa mếu Chắc nó xúc động ghê gớm lắm Còn thanh niên kia Sau này cô mới biết Nó tên là Thanh Cũng nghệt mặt ra một lúc Rồi cười rất tươi sau hôm đó, Minh cũng dũng cảm căm ao với cả nhà và được tác thành hết sức nồng nhiệt. Miễn sao không ảnh hưởng đến tương lai là được. Vậy nên là các con cứ sống thật với bản thân, miễn là các con hạnh phúc và cảm thấy vui vẻ nha. Tôi và chồng yêu cũng đã được 2 năm. Đám cưới của chúng tôi mới diễn ra cách đây một tuần. Trong đám cưới của chúng tôi, lúc họ hàng hai bên lên trao tiền vàng thì chỉ có nhà gái lên tặng. Còn nhà trai thì không có một ai tặng quà cho chúng tôi cả, không phải so sánh gì đâu, nhưng mà nếu nói về điều kiện kinh tế thì nhà chồng tôi còn giàu hơn cả gia đình nhà tôi nhiều. Nhà anh nhiều người làm kinh doanh, rất là thành đạt, còn gia đình tôi chỉ làm nông nên kinh tế không thể so sánh bằng. Không phải vì tham tiền mà tôi kể như vậy, nhưng trong ngày cưới thì họ hàng lên tặng, dù ít dù nhiều nhưng cũng sẽ đem lại may mắn cho hôn nhân của chúng tôi vậy mà nhà chồng không có một ai lên chúc mừng nên trong lòng tôi có một chút buồn mà không biết kể cùng ai tối hôm đó là đêm tân hôn đầu tiên của vợ chồng tôi sau khi đã tắm rửa sạch sẽ tôi và chồng cùng nhau kiểm tiền mừng cưới khi đã đếm đầy đủ số tiền vàng mà hai vợ chồng có thì tôi đưa hết cho chồng giữ một phần vì tin tưởng chồng một phần tôi cũng không biết giữ tiền cứ có tiền lại tiêu hết nên đưa chồng cầm khá là an tâm với lại Tôi cũng không muốn anh cầm tiền, khi nào bố mẹ chia đất cho thì sẽ xây nhà cho hai vợ chồng. Thế nhưng chồng tôi không cầm tiền mà nói tôi mang đi gửi ngân hàng lấy lãi, nói rằng thời gian tới sẽ chăm chỉ cày tiền để mua một mảnh đất khác. Tôi nghe vậy thì thấy khá tò mò, hỏi chồng sao lại phải mua đất, trong khi đó bố mẹ anh thì có đất rộng, lại chỉ có hai người con trai thì việc gì phải đi mua đất cơ chứ? Chồng tôi đắn đo một lúc rồi tâm sự với tôi rằng anh ấy chỉ là con nuôi của bố mẹ Anh rất biết ơn hai người họ đã nuôi nấng anh Cho anh ăn học, tạo điều kiện cho anh được làm công việc tốt Anh chưa bảo đáp được nhiều cho bố mẹ Nên không muốn tranh giành đất với anh cả Xong rồi anh quay sang nói với tôi Kể cho tôi biết không phải là gia đình bố mẹ nuôi của anh Và họ anh trai của anh không muốn tặng tiền vàng cho chúng tôi Mà là do anh đã từ chối không muốn nhận Anh nói anh chưa làm được gì cho gia đình Mà bây giờ nhận tiền vàng của bố mẹ anh trai làm cho anh cảm thấy rất xấu hổ lúc đó tôi chợt nhận ra là đã trách nhầm gia đình chồng sáng hôm sau trong bữa cơm gia đình chồng tôi có nói chuyện xin phép bố mẹ cho hai vợ chồng tôi ra ở riêng bố mẹ không đồng ý vì bố mẹ chồng không muốn chúng tôi ở xa anh trai lớn thì đã có nhà riêng ông bà giờ chỉ biết trông cậy vào vợ chồng tôi lúc này bố anh nói rằng nếu như ở với ông bà làm cho hai vợ chồng tôi cảm thấy không thoải mái thì ông bà sẽ cắt đất cho vợ chồng tôi xây nhà ở bên cạnh nhưng chồng tôi vẫn một mực từ chối nói rằng đó là tài sản của bố mẹ nói anh chỉ là con nuôi không muốn giành giật đất đai với anh cả chồng tôi nói sẽ cố gắng làm việc mua đất gần nhà để có thể tiện chăm sóc bố mẹ lúc về già tôi cũng khuyên chồng nên ở lại cùng bố mẹ vì giờ để ông bà một mình nhỡ may đêm hôm có chuyện gì không hay mà hai vợ chồng chạy sang thì không kịp. Và lại tôi mới về làm dâu chưa được bao lâu, tôi cũng muốn ở cùng bố mẹ để hiểu được bố mẹ cũng như báo hiếu cho họ. Nhưng dù tôi hay cả bố mẹ chồng có nói như thế nào thì anh cũng tự ti vì là con nuôi. Tôi phải khuyên chồng như thế nào để anh bớt nghĩ tiêu cực và ở lại chăm sóc bố mẹ đây mọi người. Em mới lên cấp 3 và có một cậu em nhỏ hơn em 3 tuổi. Hè vừa rồi ba mẹ cho em về thăm dòng họ nội em. Trong đó có cả người em trai họ của em. Em họ của em không có anh chị. Nên từ bé nó đã rất bám em. Mỗi lần em về chơi với nó là nó lúc nào cũng tranh thủ ngủ cạnh em. Em ăn em uống cái gì là nó đều bắt trước ăn theo. Mấy hôm đầu ở đấy thì bình thường. Đến hôm thứ ba thì bắt đầu bất thường. Tối đến thì như mọi khi, Cả nhà em ngủ cùng nhau trong một phòng và thằng bé thì vẫn tranh nằm cạnh em. Sáng hôm sau em nằm mơ, thấy bị một người đàn ông bóp ngực. Thì em tỉnh dậy và thấy tay nó đang đặt ở trên ngực của em. Không biết do dư âm của giấc mơ hay sao mà em còn cảm thấy nó đang bóp ngực em. Em chỉ nghĩ là nó vô tình ngủ, trạm chúng nên là em đã hất tay nó ra. Chưa được một phút thì nó tỉnh dậy, nó bóp bóp rồi hôn đùi em. Lúc đó em nửa tỉnh nửa mơ Nên em hất nó ra Hình như nó biết em thấy rồi Nên nó đứng dậy đi vệ sinh Sau khi đó quay lại Thì nó dọa đấm em kèm thêm câu Tự nhiên mở mắt gì vậy Em không biết là do em nhạy cảm hay sao Nhưng em cảm giác như nó dọa đấm em Vì muốn em phản xạ nhắm mắt lại vậy á Lúc em tỉnh hẳn rồi Thì em thấy hơi sợ Nhưng em không dám tin là đứa em họ mà em yêu thương Xem như em ruột lại làm vậy với em Nên em tự trấn an là do em mớ em cũng có nói với chị ruột của em chị ấy có cố tình nói với nó là hai chị em lớn rồi thì bớt thân thiết lại đi nha sau hôm đó thì em không ngủ cạnh nó nữa thế nhưng trước hôm em về lại nhà của em thì sáng hôm đó khi mà cả nhà dậy hết rồi thì trong phòng chỉ còn em với nó em tỉnh dậy và thấy ngực mình hơi ấm ấm thì em nhìn thấy tay nó đang đặt trên ngực của em và nhìn ngực em chăm chăm em sợ quá hất tay nó ra từ sáng đó đến chiều em khóc quá rồi Em không dám tin là đứa em trai yêu quý lại làm thế với em Nhưng đến lần thứ hai thế này Thì em muốn không tin cũng không được Em gọi cho ba mẹ em đang ở nhà Em sợ quá gọi hơn chục cuộc Nhưng họ không nghe máy Lúc đó em sợ lắm Nên em đã mét mẹ của nó Mẹ nó nói với em là do nó không có anh chị em Nên mới thể hiện tình yêu thương sai cách như vậy Nói rằng em nên tha thứ cho nó Rồi bắt nó xin lỗi em sau đó mẹ nó bắt nó về ngủ ở một ngôi nhà khác với ngôi nhà mà em đang ngủ em cũng đỡ sợ hơn phần nào và không hiểu sao trong vài lần em đã có ý định thật sự tha thứ cho nó nhưng thật may mắn khi em đã không làm vậy sau đó em có nghe nói là nó nói với ba mẹ và bà nội của em là nó vô tình nó không biết nghiêm trọng vậy thì ý định tha thứ cho nó của em hoàn toàn biến mất nó không hề biết lỗi mà còn tỏ ra vô tuổi như thế được sao nó lớp 7 rồi chứ có phải là học sinh mầm non đâu Mà không biết sự nghiêm trọng của vấn đề Bây giờ học sinh lớp 3 Có khi nó còn biết hết rồi cơ Em biết nó hay nghe chuyện của Paige Nếu em nghe được bài này Thì xin Paige nhắn lại với em là Dù tao có tha thứ cho mày như ý muốn của người lớn Thì sự kinh tởm khi bị quấy rối Bởi một người mà mình yêu thương tin tưởng Thì nó mãi mãi vẫn còn ở đó Tao sẽ không bao giờ quên đâu chào mọi người hôm nay em xin phép kể về câu chuyện tình cảm của mình cũng như cách để giữ cho tình cảm hai người lúc nào cũng êm ấm mong là qua câu chuyện của em thì mọi người sẽ rút kinh nghiệm trong tình yêu như mọi người đã biết hoặc chưa biết hay không muốn biết thì người yêu em là một dân máu mặt mà, mà nói đúng hơn là bị em đánh mặt đầy máu đó ạ à không chỉ là em lỡ vung tay vào mặt người yêu em thôi tại vì người yêu em không biết tránh cộng thêm đi đứng không chú ý nên mới vấp chân ngã và cú đấm của em. Em thì được trời phú cho một thân hình to con và cân nặng của em hơn người yêu khoảng 10 kg. Có lẽ vì trên lệch về thân hình nên người yêu em chẳng bao giờ dám bạo hành em. Còn em trời sinh cốt đàn ông nên hay nóng tính lắm và trùi vào một ngày đẹp trời hai đứa em cãi nhau. Do nóng giận, người yêu em không làm chủ được ngôn từ của mình nên đã vô tình đệm thêm một chữ hơi tục để nói chuyện với em. Khi mới quen nhau, hai đứa đã thống nhất cho dù cãi nhau nóng thế nào, cũng không được chửi tục hay là kêu mày tao. Nhưng vì một chút nông nổi mà người yêu em vô tình gây nên một cuộc chiến hỗn loạn. Sau câu nói đó, em nhanh như một cơn gió, dùng hết sức của mình, tung cú đấm sấm sét siêu cấp, đánh cho người yêu một cái như trời giáng. Tiếp sau đó là đẩy anh vào tường. Em khép hai chân lại, đứng tấn, và tung liên hoàn tác vào mặt anh và bóp cổ anh đến nỗi mặt anh đỏ lên hết. Do nóng giận, anh muốn giải tỏa cơn nóng ra ngoài mà chẳng biết làm sao nên anh đã lấy mũ bảo hiểm đập thật mạnh vào đầu. Không biết là mũ bảo hiểm đó là hàng nhái hay do đầu người yêu em cứng quá, cái mũ vỡ tan tành. Tiếp theo đó là cái gương trên tường, anh cũng đập vào đầu, máu từ đầu anh chảy xuống, Lúc đó em mới chịu dừng lại không cãi với anh nữa. Em lên lầu ngồi khóc, còn anh sau khi hút một hơi thuốc dài, lấy lại bình tĩnh, thì anh đã đi nấu bữa tối. Một lúc sau anh lên bỏ em xuống ăn cơm. Nhìn vết máu lau vội chưa khô trên trán anh, mà em đau lòng lắm. Anh ôm em vào lòng rồi thỏa thể bảo anh không sao, anh không đau. Em hỏi sao lúc đó anh không đánh em. Anh bảo anh sẽ không bao giờ làm tổn thương người anh yêu. Sau đó anh nói xin lỗi em vì đã lỡ nói lời thu tục với em. Em cũng xin lỗi anh vì đã lỡ đánh anh hơi quá tay. Em cũng tự hứa sẽ sửa đổi tính cục cằn đó. Người yêu em hôn lên trán em rồi nói yêu em. Xong rồi anh đưa em xuống nhà để ăn cơm. Đó là lúc em biết em đã chọn đúng người rồi mọi người ạ. À. Em biết trong lúc nóng giận mình sẽ làm tổn thương đối phương. Nhưng em mong hành động của em giúp mọi người hiểu rõ hơn và đừng như em. Cho dù cãi nhau đến đâu, cũng đừng làm đối phương tổn thương thể xác hay tinh thần. Còn chị nào mà có cốt đàn ông như em á, thì mình phải cất đi ạ. À, tập dịu dàng một tí nha, cho gia đình yên ấm hơn. Với lại, các anh con trai cũng nên thông cảm cho phụ nữ bọn em một chút. Do con gái thường sống thiên về cảm xúc nhiều, nên khi nóng giận thường mất kiểm soát. Mong các anh đừng đụng tay, đụng chân với bạn gái. Mà hãy giữ bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh để xử lý mọi việc một cách êm xuôi. Em xin hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. À. Chào Pay, chào mọi người. Em thấy trên page có nhiều bài bốc phốt về chị gái. Hôm nay em xin mạo mũi lên đây bốc mẻ về bà chị ruột của em tên là Yến Nhi ạ. À. Trong mắt ba mẹ mọi người, chị hai em đúng chuẩn coi nhà người ta, dịu dàng, điềm đạm, ngoan ngoãn. Trong mắt em lại là người anh em khuôn ngầu và là siêu nhân của lòng em đó ạ. À. Hồi học cấp 2, em làm sao đó ở trường, công việc của em là ghi tên những bạn đi học muộn để báo cáo lên cô giáo. Hôm đó em có ghi tên mấy bạn đi muộn Đến lúc tan học thì Em mấy bạn đó đợi ở cổng trường trả thù Em nghĩ thôi phen này toan mất rồi Lúc vừa đi ra thì các bạn kia đi đến chặn xe của em Bạn đó định đưa cánh tay lên tác em Thì chị gục em từ đâu đến đỡ tay của thằng đó lại Xong rồi chị gục của em đưa ánh mắt viên đạn tới thằng đó nói Mày định làm gì em gái tao? Vừa nói xong thì chị ruột của em đã vực bạn kia ra đất, bonus thêm là liên hoàng 128 phát đấm 38 cái sút. Sau đó thì mấy bạn còn lại thấy vậy trén, chỉ dám tới đỡ bạn bị đánh rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy. Lúc chúng nói đi thì chị ruột của em còn nói theo, lần sau chúng mày mà động tới em gái chị thì không còn nhẹ nhàng thế này đâu nha. Một lần khác lúc em đang là sinh viên năm nhất, hôm ấy em đi sinh nhật bạn em say quá không về được bí quá em gọi bà chị ruột em ra trước về lúc ấy vì say quá nên em lỡ và trúng một anh làm đổ ly bia lên người anh ấy trong mơ hồ em thấy anh ấy cũng là dân máu mặt tại em thấy trên tay anh ấy có tí mực nên hơi rén. anh ấy bắt em phải ở lại uống xong bảy lon để tạ lỗi mới cho đi thật sự lúc đó em không uống nổi mọi người ạ à. em có xin giảm bớt nhưng anh ấy làm khó em đủ điều em lại xém bị đánh thì bà chị ruột của em lại xuất hiện trong bộ đồ ngủ trái bơ cùng ly trà sữa đang hút. Bà không nói gì hết, bước lại khui từng lon bia ra uống ực ực trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đó. Uống xong mới biết hóa ra đây là tình đầu của bà. Thế là bà lấy dép phang vào mặt anh đó vì cái tội ăn hiếp em. Lúc ấy em say quá nên đã ngủ và được anh trai đó hộ tống chị em về vì em ngủ không biết trời trăng gì nữa. Sáng hôm sau dậy em đã bị bả tra hỏi lý do các kiểu Bà kêu là may là cho mày á là tao đi mua trà sữa gần đó để qua hút mày đó Lần sau mà vậy nữa tao mét ba mẹ cho ba mẹ mày đánh mày nát mông luôn Ở nhà bà chị em dịu dàng bao nhiêu thì ra đường bà lại cục xúc bấy nhiêu Nhưng trong mắt em bà chị ruột em giống như là siêu nhân vậy Lúc nào cũng bảo vệ em, ưu tiên em nhưng lại rất mau quên Nhờ vái gì cũng cần phải có đồ ăn để làm tiêu đề cho mỗi lần nhờ cậy nghe có vẻ em yếu đuối núp bóng chị nhưng em chưa làm gì được thì đã bị bà chị ruột em hớt tay trên mất tiêu rồi kiểu ba lắp định vị trên người em hay sao á mà lần nào bà cũng ứng cứu kịp thời qua câu chuyện đây em cũng muốn cảm ơn chị hai và sẵn tiện tìm anh trễ luôn ạ à. anh nào mà cảm thấy bản thân béo tốt chịu đòn đau tinh thần ép nghe chị em chửi thì có thể mạnh dạn gửi cv tên tuổi vào đây nha chị ruột em ưng ai sẽ chủ động nhắn tin cho người đó cảm ơn page đã ấp bài và mọi người đã lắng nghe đợt sau em sẽ bốc mẻ tiếp chị em và những pha đi vào lòng đất của chị ấy nha